Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục An toàn giao thông phát sóng định kỳ tối thứ năm hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5. Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông cục bộ trên các tuyến đường trọng điểm, dẫn đến các khu điểm du lịch trong tỉnh. Dự báo được điều này, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án, kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần kiềm chế xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp nghỉ lễ. Trước kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhận định Cao Bằng có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt các tuyến trọng điểm dẫn tới các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao đột biến. Vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông cần phải quyết liệt và đồng bộ hơn. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp. Các tổ đội tăng ca, tuần tra, tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết các tình huống giao thông phát sinh, đột xuất. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng xây dựng các phương án tổ chức giao thông cụ thể, chi tiết, bảo đảm an toàn thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các tuyến quốc lộ là cửa ngõ ra vào thành phố Cao Bằng. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xe khách, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định, xe tải chở quá tải trọng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ lễ, kiên trì vận động nhân dân, thực hiện khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe, vì sự an toàn, bình yên của người dân trên mỗi cung đường. Tăng cường kiểm tra ma túy, nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Chúng tôi đang công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng. Đề nghị anh cho kiểm tra nồng độ cồn. Đây là ống thổi mới. Đề nghị anh ngậm chặt và thổi hơi nhẹ và dài ra nhé. Anh ngậm chặt vào. Đình anh thổi lại, anh ngậm chặt thổi ra khi nào tôi phải được thì được. Rồi, cảm ơn anh. Thông báo với anh là nồng độ cồn của anh là 0,739 mg khí thở. Đây là mức độ vi phạm nồng độ cồn rất cao. Mức cao nhất trong khung xử lý vi phạm theo nghị định 100 thì đó là 0,4 mg khí thở, anh gần gấp đôi rồi. Việc anh sử dụng rượu bia như này, theo anh thấy anh nhận thức như nào về việc như này? Vâng, thì em cũng hơi quá trái một tí bởi vì là cũng đến gần lễ rồi, thì những ngày em chuẩn bị được nghỉ thì em cũng hơi quá trái một tí, thì em cũng chuẩn bị ăn về nhà thôi, em cũng không kiểm soát được thì em cũng đi từ từ. Các anh kiểm tra này cũng rất là tốt và em cũng ghi nhận và em nộp phạt. Với hành vi vi phạm của anh thì đề nghị anh trước tiên anh xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để chúng tôi kiểm tra. Sau đó chúng tôi sẽ mời anh ra để tiến hành lập biên bản và tạm giữ các loại tạm giữ phương tiện, tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định. Mời anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Có mặt cùng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
Chúng tôi ghi nhận, mặc dù mức phạt khá cao, song tỷ lệ người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vẫn còn nhiều. Lực lượng chức năng phải mất khá nhiều thời gian yêu cầu người vi phạm đọc kỹ, xác nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm. Đó chỉ là một trong số nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn mà lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Bày tỏ quan điểm ủng hộ những kế hoạch cao điểm tập trung vào lỗi lái xe sau khi uống rượu bia, nhiều người dân cho rằng đây là việc hết sức cần thiết. Nhất trí thôi. Còn cái này là an toàn cho mọi người và an toàn cho mình. Có nghĩa là khi uống rượu là không lái xe nữa. Thì giúp cho mình đảm bảo cho an toàn cho mọi người và cho xã hội. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, qua tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo Nghị định 100, Nghị định 123 sửa đổi bổ sung Nghị định 100 của Chính phủ và việc xử phạt sẽ không có ưu tiên, không có ngoại lệ. Mức xử phạt nặng đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã nâng cao tính răn đe đối với người vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông xác định xử phạt chỉ là biện pháp cuối cùng. Tuyên truyền vận động để người điều khiển phương tiện giao thông hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức, nói không với rượu bia, chất kích thích mới là biện pháp mang đến hiệu quả lâu dài và hết sức quan trọng. Các cái nhóm vi phạm mà chúng tôi tập trung thực hiện, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn. Thì thời gian vừa qua thống kê thì cái việc mà vi phạm nồng độ cồn vẫn điều khiển phương tiện thì trên địa bàn Cao Bằng vẫn có cái diễn biến phức tạp. Do vậy trong những cái thời gian nghỉ lễ cũng là những cái thời điểm mà các cái du khách cũng như là bà con quần chúng nhân dân là cũng có thể có những cái sử dụng rượu bia nhiều. Thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp để tăng cường xử lý, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các cái nội dung này. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Thì ngoài đó thì chúng tôi sẽ cử một cái tổ đi kiểm tra đôn đốc tại các huyện, đặc biệt là các cái điểm du lịch thì chúng tôi sẽ chú trọng hơn. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm lỗi vi phạm về nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng tập trung kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vượt quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường 100% lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, chia ca trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ lễ được thông suốt, an toàn. Thực hiện cái kế hoạch của Bộ Công an, của Công an tỉnh, thì chúng tôi đã triển khai cái kế hoạch để bố trí lực lượng thực hiện cái nhiệm vụ trong 4 ngày nghỉ lễ. Các cái nội dung chúng tôi tập trung thực hiện trong ngày này thì qua cái dự báo tình hình hàng năm thì cho thấy là cái lượng du khách lên Cao Bằng tham quan du lịch tương đối đông, mật độ giao thông trên các tuyến giao thông sẽ gia tăng so với thường ngày. Do vậy là cái việc tuần tra kiểm soát thì chúng tôi rất là chú trọng tăng cường lực lượng khép kín trên các cái tuyến địa bàn, đặc biệt là tại các cái tuyến đường mà lưu thông đến các cái điểm du lịch. Thì cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quần chúng nhân dân cũng như là các cái du khách khi đến Cao Bằng để làm sao đó chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chấp hành tốt về tốc độ và đi đúng làn đường, phần đường để làm sao đó lưu thông được thông suốt, an toàn trong quá trình du lịch tham quan tại Cao Bằng. Trước khi triển khai kế hoạch cao điểm, chúng tôi đã họp huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị để quán triệt nghiêm túc cán bộ chiến sĩ thực hiện, tăng cường khép kín trên địa bàn 24/24 giờ. Đây là cái nội dung mà cái yêu cầu bộ cũng như là giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng. Vì vậy là trong những ngày này thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ có những cái triển khai thực hiện quyết liệt và làm sao đó để hiệu quả nhất
đối với công tác này. Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm cao, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiến hành tuần tra kiểm soát 99 ca với 462 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 339 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 922 triệu đồng, tạm giữ 181 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 94 trường hợp. Các lỗi vi phạm gồm 57 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, thiết bị an toàn không đảm bảo 62 trường hợp, 56 trường hợp không có giấy phép lái xe, 61 trường hợp không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, 169 trường hợp vi phạm khác. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí 41 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, phạt vi phạm hành chính 613 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 77 trường hợp, tạm giữ 116 phương tiện, phát hiện 40 trường hợp vi phạm về tốc độ, phạt vi phạm hành chính 92 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 13 trường hợp. Lập biên bản xử lý 4 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng thanh tra giao thông cũng tăng cường kiểm tra các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đường đang thi công, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng, lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, thanh tra giao thông phối hợp với bến xe khách liên tỉnh thành phố, các huyện tăng cường công tác tuyên truyền đối với lái xe, chủ xe, nhân viên phục vụ xe chấp hành nghiêm các quy định về vận tải như lệnh vận chuyển, niên hạn xe đăng ký, đăng kiểm, điều kiện người lái xe chở khách, người phục vụ trên xe, an toàn phòng chống cháy nổ, số lượng khách, giá vé, niêm yết trong xe, ngoài xe, điểm dừng đón, trả khách. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc đảm bảo trật tự an toàn, nền nếp trong phạm vi bến xe. Tăng cường kiểm tra các tuyến có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, các điểm du lịch như quốc lộ 34, quốc lộ 4A, đường Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Năm 2023, một trong những mục tiêu quan trọng của lực lượng chức năng là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần đổi mới, góp phần làm giảm tai nạn giao thông đường bộ cả 3 tiêu chí. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả khi phân công thực hiện nhiệm vụ trên tuyến giao thông đường bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự ngay khi phát sinh. Tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Vâng, thưa quý vị, với sự chỉ đạo quyết liệt cùng việc xử lý nghiêm của các lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông và sự nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Mặc dù lượng khách du lịch đến Cao Bằng tăng cao đột biến, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, nhu cầu đi lại và vui chơi của người dân, du khách được đáp ứng và thuận lợi. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.